chừng luôn bác ơi, nhức nách rồi. Thôi ơi, cân bằng âm dương chút. Rồi, xin chào các bạn đã trở lại với Gác Bếp Miền Tây. Bữa nay mình nấu món gì đây bác? À, nay bác món chân với tổ dùng thịt sốt cà. Dạ, mắm chưng đậu hũ dùng thịt sốt cà. Trời ơi, món này là nhức nách nữa rồi. Ăn với mắm chưng, ăn với rau sống hả bác? Ăn với rau sống. Dạ. Nay đậu bếp chính là bác. Không có. Tại đâu bếp. Sư đồ bếp, sư đồ bếp Tú. Mắm chân mình có thịt sắc mình bằm vậy à? Không, đậu hũ, đậu cái này là thịt giòn. Thịt giòn, giòn đậu hũ. Sốt cà. Dạ. Lâu quá không vô chồi, lan nở quá trời luôn. Không có em không vô nó mới nở hay gì vậy chị ơi? Nặng quá chứ. Dạ. Thấy em hoa không dám nở. Nó thấy em, hoa nó thấy em mà nó không dám nở luôn nè. chim té mà cá chìm luôn. Chim thấy em chim không dám hót luôn. Khẩu. Lan đẹp quá. Cà bỏ hộp hả bác? Cà bỏ hộp. Đó, cà sốt. Cà sốt với bằm thịt, với dùng thịt dồn vô cái miếng tàu hũ các bạn đó. Nhưng mà tại sao mình bỏ hột bác? Thì nó chua quá con, này mình lấy cà đó mình sốt cho vô tàu hũ mà. Dạ, sợ ăn chua nó mất ngon phải không? Mà cũng không được, đẹp nữa gì ăn sao được. Dạ, nè, có cà, cái ngọt nó nhìn không ngon. Cái này nữa, con lấy cái này con sốt chứ. Dạ. Cái thịt bằm này là làm gì đây bác? Thịt bằm này là bây giờ ướp mắm vô, là làm mắm chưng. Còn bên đây là ướp vô đặng nữa là sát dạ. Cà với này kia vậy là tú bằm xong rồi. Đây. Trộn vô luôn. Trộn vô có bằm nữa không bác? Bằm luôn. Bằm luôn. Bằm luôn phải không? Đều à. Đó. Trộn lên cái gì? Mắm thơm bây giờ như bữa. Mắm tú nấu. Mắm này lâu lắm rồi nè. Mắm dẻo lắm. Đúng không? Mắm này lâu lắm rồi, mắm lâu năm nè, càng lâu càng thơm quý vị. Dạ. Lẩu mắm bác. Tự nhiên cái con liệu cũng dạ luôn hà. Mắm quyền thoại. Thì khi nào mình mới bỏ cái trứng vô bác? Bỏ trứng lên mặt con ơi. Dạ, cho nó đẹp đó phải không? Mình chưng cái mình đập cái trứng mình bỏ vô trên mặt. Ôi lâu quá, tự nhiên lâu quá cái mình không có ăn đào hắn bác. Cơm với ăn cơm với cái sắc với đào á. Đào hả? À, đào hồi xưa trộn đường á. Có nhưng mà giờ chưa có trái à. Tết qua Tết là đằng bà chín nó thiếu gì đào vậy? Mà đầu vàng nghe chứ đầu đỏ không chắc nhầm. Đầu vàng ở đằng bà chín đó đúng. Đầu đỏ. Đầu đỏ hả? Dạ. Đầu đỏ không chắc vậy đó. Sao tự nhiên cái bay mùi đào cái nhớ. Hồi xưa ăn cơm em mùi đào ta. Vậy là vậy là em có mùi đào. Và chính hả Tết nhất. Hồi xưa hay ăn, hồi đó hay ăn cơm à. Với ăn cơm lại có dĩa đào trộn đường á. Những cá chiên đồ. Cơm dừa chiên. Tự nhiên thắng nhắc cái thèm. Đó. Đó. Mắm ướp. Chân á, là phải có thêm vặn miếng đường. Dạ. Miếng đường. Miếng đường. Thì mắm vậy cũng vặn chút muối. Chút muối. Tại nó chưa đủ mặn hả bác? Tại mình để vào thịt đó nó bớt mặn rồi. À đúng rồi. Rồi không bớt hả bác? Ờ. Tay sạch nha. Dạ. Cứ tiếp xúc trực tiếp đi. Không gì đâu. Trực tiếp mới cảm nhận được. Dạ. Trực tiếp mới cảm nhận được con mắm đó quý vị. Nó đều hay không? Chị Tú hả? Em đứng đây là em đạp đâu hết cái gì đôi ba cây bông của chị. Hổm vô đạp một về, nay đạp về nó là hết rồi. Nay em đạp mà em thấy chị là em lấm la lấm lét chị thấy hả? Trốn.
Đó. Con quý nó đứng cao lên đó được, còn dạ. đứng không được đó nha. Ý má nói dạ. như lùng đó. Dạ con chấp nhận. Lùng thì phải chấp nhận chứ biết làm sao. Biết chỉ đứng thì vừa. Nhưng còn con thì con lùng quá, con đứng lên. Chị quay đứng chị tới. Còn phải nhón. Dạ. Còn em nhón luôn cũng không tới nữa. Thân cách thân, thân sau cái mà lặng lặng. Lâu quá không vô, hai con chó quý nó bự hen à chị. Hai chó quý mới được. Dạ. Ờ, đẹp chưa? Nó có cho ăn đâu mà. Má chăm sóc hoài. Bởi vậy. Giờ nó thấy má là nó chạy theo đâu, nó theo quý nữa. Giờ nó không biết chị quý là ai. Nó chỉ ở chung nhà vậy thôi. Nó bạn bạn chung nhà vậy chứ không qua lại gì hết phải không? Chị ơi, sao nữa má? Rồi. Đập cái trứng vô hả bác? Đập cái trứng để trên mặt. Sắt dài bên ớt để vô. Đánh không má? Không không, lấy trên mặt à. Tao lấy trên mặt mà đánh gì? Cái con cầm mái này nè. Trời ơi cái trứng. Trời ơi quất trứng nữa cũng ngon nữa bác. Nhiều quá nó cũng ngon vậy. Dạ. Trời ơi nó đẹp. Dạ. Con rửa kéo cho. Ngon quá. Giờ sắc một ít gì lên. Ớt lên để mình mạt. Dạ. Nhìn hấp dẫn quá. Không biết bữa nay quay phim cũng chưa có ăn cái gì luôn. Thiệt không á. Con nói thiệt mà, con mua bịch cơm dẹp để trống kìa. Thiệt rồng á. Dạ. Ăn trực thì phải ăn cho nó đáng bác ơi. Ăn cà nhơi có 1 miếng bằng tiếng bác hỉ. Bây giờ tới là sốt cà nè. Dạ. Xong là con bắt bếp lên ha. Bắt lên, anh tới này cũng bỏ đậu hũ sốt cà. Đó. Để tấm thớt xích vào bệnh qua bên bác chút. Ủa cái bịch, cái thịt đó bác có nhồi gia vị vô không? Có, ướp nãy rồi quên, cho con coi. Ướp rồi. Dạ, vậy là cái đó đã có ướp rồi phải không? Rồi, quên, nãy quên. Đó, mình mở ra. Ủa, mình nhét đây rồi còn cà là mình sẽ đổ vô để cho nó rút vô phải không? Không phải con. Bây giờ cái này là bỏ mắm vô, mình để lên mình sắp vô chung mình chưng cho nó thịt nó chín. Cái này nó chín nó mới ngon chứ không chín đâu có ngon. Cái đồ hũ hả? Đồ hũ thịt mới chín chứ con để ngoài đâu chín, rồi con bỏ chưng xong rồi cà con bầm vô đó, rồi giờ bỏ lên đó. Đó. Bắt lửa lên. Đẹp quá mà. Đó, tôi bắt lửa lên hấp mắm rồi. Trời ơi. Tô mắm này nó đẹp. Hơn tôi luôn quý vị. Chưa hết hồi bán bông quá trời không thấy bán bông nữa rồi hả bác? Bán bông về trồng á. Bán bông về trồng tết phải không? Nhà ngoại con Út bông cũng trồng rồi đó. Trồng đâu mấy cây vậy? Đây không trồng được chỉ trơn á. Gà hết phải không? Với lại dạ đúng. Em cũng ngại lắm chị mà em lùng quá giờ biết sao. Tại vì ở mấy ngoài quý vị có một cái thềm trong đó là có trồng hoa. Nhưng mà mình lùng quá mình đứng ở dưới không được, mình phải đứng trong cái bùn hơ. Mình đạp hết của chị Tú. Khổ quá mà. Lùng không có được gì hết chị Tú. Đi siêu thị cũng nhục nhã lắm. Sao? Lấy đồ không tới. Khổ quá mà. Nhà yêu cầu siêu thị làm cái thay. Dạ. Còn không á thì làm đúng chuẩn người Việt Nam đi. Không. Còn cái người nào mà lùng hơn người Việt Nam nữa không chị? Tại vì em lùng hơn mức đó nữa. Chứ không ra nhiều cái siêu thị thường vậy. Dạ không. Đâu có tiền đâu đi siêu thị bác. Trời ơi, tội nghiệp cái ghê. Dạ. Khổ biết là bao nhiêu. Khổ quá. Đi vô siêu thị thấy cái gì cũng muốn mua hết trơn trọi á. Mà bác Hồ cũng cho. Dạ, bác Hồ cũng cho phép. Dạ. Không quan tâm tới em nữa. Dạ. Lùng chỉ được có cái gì biết không chị Tú? Được người ta che nắng chứ gì. Đi sau lưng ta. Ta che được vài mớ. Ngoài ra không được cái gì trơn trọi.
Không có, được lợi lắm à. Gì bác? Con mặc đồ ít heo dài. Nhưng dạ, bác mai thì nó ít heo, chứ nếu mà bác mua bác cũng lỗ nữa. Tại vì cùng một size, khác size nhưng mà nó cùng một giá. Phải không? Bây giờ bộ đồ của bác nhỏ nhưng mà cái giá nó vẫn vậy. Đó, bởi vậy mai mốt con đi may đồ. Đi mai á, đừng mua đồ. Mua đúng thước rồi như cái thợ mai là. Dạ, bởi vậy. Bộ mình lấy về. Chí gì đó biết không Tú? Mình có bò á. Dạ. Mình hung đó, mình mắc ghế, mình đứng hề. Cái đó là không phải có lợi. Cái đâu cũng cực. Ghế đâu có ai nào có sẵn con. Hen. Nó bởi vậy cũng bất tiện đủ đường chứ bác. Muốn hung thôi, cũng không có ghế đứng hung. Dạ. Không có đợi thôi, về nhà có ghế em mới hung anh. Bởi vậy khổ biết là bao nhiêu. Không biết đâu phải ái. Dạ. Còn á giờ con đi nói một khúc nữa đi. Thôi kệ bác, trời cho sao. Quay không quá. Mua ra làm người cà neo á, đi có làm cây thêm khúc vậy đó. Té thấy muộn nội. Không mua về độn, độn đi. Thôi chị ơi, mấy nghệ sĩ nó độn không không? Té chị em đi không có được. Thôi có sao để vậy đi. Trời. Té không như té không? Té, con không mang giày cao gót đi. Con thấp thôi, 5 phân thôi. Cao quá té thấy mùa nội. Tại không quen. Dạ không quen. Với tại lại mang giày cao gót giờ lâu rồi, không mang giờ đi lại cũng khó. Với lại ở quê á, đâu có đi đâu đâu nhiều mà mang mấy cái đó. Đi ra ngoài nó lật củ gà, dạ, lật té. Rồi rụt lỡ mưa mà giày dạ, người ta cười mình biết là bao nhiêu. Bây giờ là bắt rồi này lên mắm nặng chân nặng cơm nhưng mà tàu hũ sốt cà là dạ, phải bỏ vô luộc vậy nè, hấp vậy nè. Dạ. Để cho nó chín chứ để nữa thì con chiên đâu có chín. Bắt bỏ vô hấp cho nó chín trước. Dạ. Chín rồi mới chiên sốt cà lại sao chứ dạ, con mà bỏ vô thịt nó không có chín, nó có ngăn nè. Nó dày quá nó không chín không bác? Dạ. Tại vì bác dồn nhiều thịt quá mà. Dí dạ, á bác. Mình hấp vậy á, cái cho nó bay mùi mắm nữa cho thơm. Có như vậy là con hấp thì nó mới ấy, dạ, nó mới chín lại. Chứ để mấy con chiên lên thịt này trong nó không có chín, dạ, hủ chín nó khét rồi không có ngon, vậy là nó mới thơm. Dạ. Sợ nó khét ở ngoài mà ở trong cái giờ còn sống. Nó tông thịt vậy còn sống mà giờ hấp vậy là nó chín. Vừa có lại không? Vừa dạ, chiên mắm mà vừa hấp này hai một cái nó công lại đôi chuyện. Bởi vậy. Không? Đó. Kinh nghiệm của bác dồi dào quá mà. Dồi dào thì cũng làm ăn thường rồi, nhớ con dạ, thôi. Đó, xong rồi hả, mắm chân chín á, bạn này cũng chín, cái lấy ra bắt đầu con sốt cà. Dạ, hay quá. Lấy nắp lại lại quá tuyệt vời quý vị ơi. Rồi qua đây Tú ấy nè. Dạ. Tú nắp sẽ siêu biết Tú. Vâng, cái thưa quý vị, giờ siêu đồ biết Tú sẽ bầm cà nha. Bầm cà. Dạ, bầm cà. Siêu đồ bếp hang công cuốc gì đó. Cái ông gì của Hàn Quốc. Trời ơi, ao ước làm chi. Đây, hàng xóm. Chú Trả Má ơi. Chú Trả. Ở đâu ra vậy, chị Quý ai cho ạ? À? Đi hàng cho. Nhà có đám gì vậy? Chẳng biết cúng gì cho, còn nó không. Còn em chưa ăn sáng. Em nói thiệt lòng mà. Thiệt trong trái tim luôn. Nó chờ bác sắc miếng cho ăn chứ không có dám bóc rồi nghe. Nó lại đây. Dạ, bác kêu. Cho mà. Ăn thử miếng đi, cái bụng nó nè. Sáng hai đứa đứng. Không sao đứng nhìn qua ra hả? Có đứng rồi, trời ơi. Mùi. Ướp gì cho một cục hả? Sáng nào chị cũng ướp vậy, sáng nào cũng có một cục ngon thế bà không? Ăn đây qua bả đi, ta ăn là bả vậy. Bạn không qua ngủ. Bạn nó mê ăn, nó quên rồi. Ủa ai ở trên trước cái gì nghe có tiếng đông vậy? Khách chưa ở trển chỉ chưa xong phải không? Chưa. Anh Tư nghe tiếng Tư. Nó cà bỏ cục hay quay động đó chết luôn. Lăn theo rồi không làm. Chịu không nổi mà. Bởi vậy. Dẻo hoài vậy. Bầm cà. Bầm cà mà sao chảy nước mắt. Bầm cà ngồi mới ý trời. Bác ơi, bác à, bác à bác. Mắm này mình chưng bao lâu thì chín bác? Hơn nửa tiếng à con, nấu chứ 40 phút thì được, chứ nửa tiếng cũng chưa. Tại vì sôi lên cái độ chín nó trong thịt nó mới chín. Mình phải ướp vô đây hả chị? Ướp vô đó, dằn lại cho nó ấy. Nó bị chua. Dạ.
Tú nào giờ có ai khen chị hiền chưa chị Tú? Chị hiền lắm mà. Dạ, thì em mới hỏi là có ai khen chị chưa? Ai cũng khen hết á. Em tính khen mà thôi, ai cũng khen, em còn không khen. Người ta nói câu đó bà hứa cái bà nói bà hiền cái bác. Bởi vậy con chọc một hồi là bà lòi hết à. Đó. Khó lắm bà. Chính chưa quý vị? Trời ơi, nó đẹp. Còn hơn tôi luôn quý vị. Bây giờ mình nhắc xuống rồi mình xách cà. Để em coi cái cây nè. Ôi thơm quá chừng luôn bác ơi. Nhức nách rồi. Trời ơi. Ở đây siêu đồ bếp bác. Siêu đồ bếp bác. Nó gấp đậu hũ ra. Sau đó mình chiên. Cái này nó đã hấp rồi, nó chín rồi nên là mình chiên. Mình chiên rồi mình xách. Xách cà. Dạ. Cái này một công ăn hai món luôn. Dạ. Nhìn hấp dẫn quá quý vị. Bác biết làm đồ chay không bác? Biết. Hôm nào mình làm đồ chay ăn một bữa đi bác. Làm món gì? Nấu cà ri. Cà ri chay hả? Cà ri chay vậy mình ăn có cái gì trong? Ăn với bánh mì. Không có, cái bỏi á. Cái bỏi măng, không măng thì cũng y hệt như kia. Môn, hoa lan. Thôi nấu ấy đi bác. Nấu gì? Nấu cái gì mà ở chùa hay có nè. Chùa. Kiểm. Tờ ơi. Canh dừa trời nó dễ nữa. Món bay the way quý vị. Biết là gì không Tú? Sẵn đây. Sẵn đây tôi xin giới thiệu với quý vị nè. Cái món này là cái món mình đem ra mình nấu ké nè. Nhờ bác nấu giùm đặng đem về nhà ăn trưa. Sáng nay lu bu quá làm ra không kịp. Chạy ra đây. Đây là cá kho lạc với cà với khóm. Thịt mình bầm ra mình trộn với cá thác lát cho nó dai nó ngon. Tía mình rất là thích món này. Nói đây giờ bỏ tỏi vô đang phi lên đó thấy không cái gì dạ cứ bỏ tàu hũ vô bỏ tàu hũ vô chiên rồi cà rồi mình mới đổ vô sau không bác? Đổ lên mặt đó. Thấy chưa chị? Chiên đủ, tở qua, tở lại. Được rồi, tối thơm rồi đó. Trời chồng bà không có đây nè, bà kêu Hoàng Emil đi. Bà kêu đi. Tôi khổ quá mà. Đó, giờ mình bỏ vô mình chiên cho nó giòn, nó đẹp. Chiến sau á, bác mình sẽ làm curry chay nha quý vị. Cho mấy bạn thèm chết luôn. Chai đó ăn với mì á. Dạ. Lửa hơi lớn thì phải chị Tú. Bây giờ sao nhỏ được lửa củi mà. Dạ. Đổ cà vô cái có văng luôn. Đổ cà vô văng nữa đi. Đó. Đó nó xèo xèo nữa cà. Chạy bỏ chạy luôn đi. Cho má ơi má. Chỉ chiên bị văng chỉ nên là để má vô rồi nó không có văng. Đó, má chiên xong rồi giờ chỉ vô chứ đổ cà. Đó, riêu cho nó thấm vô nó ngon luôn. Riêu thôi nha Tú. Giờ tôi bớt củi ra. Nó được rồi con, vậy được rồi. Hồi nãy không bớt đi, hồi nãy nó văng cùng mặt á, bớt đi. Giờ người ta không văng rồi đâu bớt củi. Riết siêu đồ bếp với đại đồ bếp luôn. Thơm quá bác ơi. Nhức nách. Rồi chuẩn bị bữa cơm ăn nha quý vị. Cảm ơn quá. Em mắc cười đấy bảo không được chứ. Gì vậy Tú? Ngồi ăn Tú. Trời nước miếng đang hút lên.
Món là món ruột của Tú mà. Ủa sao Huy biết rồi? Ở chung mấy năm trời. Nhớ đất học bên tỏi nó đi ăn cái này á. Tú kia mua cái này về ăn á, chết. Rồi rẻ cái món này với món canh chua. Rẻ hả? Tại khổ quá. 6 ngàn. Có em ăn nữa đặng nó cân bằng âm dương chút. Con vợ nó ngoài nó bự hơn hai con này chưa? Đây đường chụp cái gì? Dễ luôn nghe hả bác? Trời ơi. Trời ơi, nó dai còn hơn tôi luôn cái gì. Trời. Gấp cục này ăn xong bác mới đủ về luôn. Thank you.